Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Vừa qua, Hội khuyến học huyện Quang Bình đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Trong những năm qua, Hội khuyến học huyện Quang Bình đã phát huy được công tác khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút nhiều tầng lớp tham gia cuộc vận động xây dựng xã hội học tập. Năm 2022, số dòng họ học tập đạt tỷ lệ 57,5%, số cộng đồng học tập đạt 59,2%, đơn vị học tập đạt 100%, công dân học tập đạt trên 2.000 công dân. Tại buổi hội thảo, Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong và Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sen Chỉ Ly đề nghị cấp ủy chính quyền của huyện tập trung lãnh đạo công tác khuyến học và phong trào xã hội học tập. Ngành giáo dục huyện chủ trì phối hợp với Hội khuyến học huyện đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập. Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Văn Khu đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ tại Đảng bộ xã Sủng Tráng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Sủng Tráng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tự lực tự cường, ý chí vượt khó vươn lên. Đến nay, 23 chỉ tiêu nghị quyết đặt ra cơ bản triển khai hiệu quả, có 17 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển, công tác đảm bảo an sinh, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt, an ninh chính trị được giữ vững. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh nhấn mạnh, Đảng bộ xã Sủng Tráng cần tập trung xây dựng những giải pháp cụ thể, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu chưa đạt, đạt thấp, đặc biệt trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã tổ chức việc họp đánh giá kết quả tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 khối xã thị trấn. Năm 2023, theo kế hoạch, tổng nguồn vốn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã là 39 tỷ 695 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn năm 2022 chuyển sang là 15 tỷ 970 triệu đồng. Vốn giao năm 2023 là 23 tỷ 725 triệu đồng. Đến hết ngày 10 tháng 4, tiến độ giải ngân được 6 tỷ 207 triệu đồng, đạt 15,63% kế hoạch. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Viết Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đề nghị các xã tăng cường bám nắm cơ sở, nắm rõ từng nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp nhằm quản lý nguồn vốn hiệu quả. Các xã cần xây dựng mốc thời gian, lộ trình triển khai cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Đối với các phòng ban, thường xuyên hỗ trợ các xã giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã biên giới của huyện. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các xã đã khẩn trương triển khai thực hiện với một số công trình, hạng mục như xây mới lớp học, bếp ăn trường học, làm mới đường bê tông, kênh mương, sửa chữa, cải tạo chợ, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp. Tổng số nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 hỗ trợ 3 xã Lao Trải, Xín Trải, Thanh Đức trên 16 tỷ đồng. Hiện một số công trình đang thi công, có công trình đã hoàn thành và số ít công trình chuẩn bị thi công. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên đề nghị lãnh đạo các xã Lao Trải, Xín Trải, Thanh Đức cần đẩy nhanh tiến độ các công trình và tiến độ giải ngân. Đối với các tuyến đường bê tông cần khẩn trương làm lề hai bên, phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng đối với các công trình thi công trên địa bàn. Đề nghị các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các xã thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành đảm bảo đúng quy định, thời gian, chất lượng và hiệu quả. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê cùng Thị Mầy đã có buổi làm việc với thôn Bản Nghè, xã Yên Cường nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của thôn. Thôn Bản Nghè có 89 hộ với hơn 500 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 70%, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích đất nông nghiệp gần 700 hectare. Trong quý 1, đàn gia súc phát triển ổn định, đàn trâu có trên 200 con, đàn lợn trên 1.000 con. Nhân dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường bê tông, làm sân thể thao. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đề nghị nhân dân thôn Bản Nghè cần tập trung vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, đồng thời tận dụng cơ chế chính sách trong triển khai chuỗi hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng mô hình chăn nuôi thành công, tạo điểm nhấn của xã, huyện, tích cực tham gia ngày công, hiến đất, thực hiện các công trình nông thôn mới. Xã Yên Cường cần đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế chính sách để nhân dân tiếp cận các nguồn lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần Phạm Duy Hiền đã tới thăm trang trại nuôi cá nước lạnh trên địa bàn xã Quảng Nguyên. Đây là trang trại nuôi cá nước lạnh của hợp tác xã Vạn Lộc. Trang trại được xây dựng với quy mô 0,4 ha với tổng số 28 bể nuôi cá, trong đó có 5 bể ươm cá giống. Hiện tại trang trại đã hoàn thiện xong 15 bể nuôi và bắt đầu thả cá. Hợp tác xã Vạn Lộc là đơn vị liên kết với Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp bao tiêu sản phẩm, phát triển vùng nuôi cá nước lạnh và cá đặc sản tại huyện Xín Mần. Trao đổi với hợp tác xã Vạn Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần mong muốn hợp tác xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bể nuôi còn lại, đồng thời xây dựng vùng nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài ra, hợp tác xã cũng cần chú trọng việc đào tạo, hướng dẫn nông dân trong nuôi cá, thể hiện rõ trách nhiệm của hợp tác xã trên cơ sở là đối tác, cùng với định hướng phát triển mở rộng vùng nguyên liệu trong chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cá nước lạnh và một số loài thủy sản khác trên địa bàn huyện Xín Mần. Vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị giao ban quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2023. Trong quý 1, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện chức năng quyền hạn theo quy định, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động theo đề án đã được ban hành. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ, ban hành chương trình hoạt động năm 2023, chỉ đạo các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri cho các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị thành phố và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đã tổ chức giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp. Trong quý 2, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng phối hợp, đảm bảo các hoạt động của Hội đồng nhân dân đạt hiệu quả, tiến hành các cuộc giám sát theo kế hoạch, tổ chức phiên họp giải trình chất vấn của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, duy trì công tác tiếp công dân theo quy định, đôn đốc giải quyết hiệu quả việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, các ý kiến kiến nghị của các đoàn giám sát. Vừa qua, Khối Văn hóa Xã hội huyện Xí Mần tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2023. Trong quý 1, các cơ quan trong Khối Văn hóa Xã hội, các xã thị trấn đã tích cực chủ động tham mưu kịp thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, công tác tư vấn giải quyết việc làm cho người lao động làm tốt, công tác vận động xã hội hóa tặng quà Tết cho đối tượng khó khăn. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, lãnh đạo huyện Xí Mần nhấn mạnh, các xã, thị trấn, các ngành cần chủ động trong công tác phòng dịch bệnh COVID-19, tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ của chi bộ, tổng kết đánh giá chất lượng năm học 2022-2023, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp các cấp, nhất là kỳ thi trung học phổ thông, tiếp tục thực hiện chỉnh trang khuôn viên trường lớp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến lao động việc làm, đào tạo nghề. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã có buổi làm việc tại xã Tân Nam. Trong quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của xã Tân Nam phát triển ổn định, một số chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch cấp trên giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình chỉ đạo xã đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu huyện giao, đặc biệt quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi và cây trồng, cương quyết trong việc xử lý vi phạm nếu có trong vấn đề bảo vệ rừng, chăm sóc, chỉnh trang, trồng mới các tuyến đường hoa, nâng cao các chỉ tiêu của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao quản lý, cấp thẻ bảo hiểm y tế và việc tích hợp cùng căn cước công dân. Yêu cầu xã quan tâm các mô hình kinh tế, chăn nuôi thí điểm dê thương phẩm, mô hình trồng dưa hấu, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia tại bộ phận một cửa. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trong 12 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, đề án, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thường xuyên tổ chức tốt các hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi. Công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc của Đảng trong lực lượng vũ trang huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị cho các lực lượng, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị trong lực lượng quân sự.
Ngày 14 tháng 4, Hội Người Khuyết Tật huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2023. Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa 25 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Hội Người Khuyết Tật huyện Hoàng Su Phi đã có hơn 1.000 hội viên sinh hoạt tại 24 chi hội cơ sở. Thời gian qua, Hội Người Khuyết Tật huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, chăm lo đời sống cho hội viên người khuyết tật, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế, thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết. Qua đó góp phần động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cùng cộng đồng. Nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 vừa qua, đồng chí Đỗ Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Quản Bạ đã đến thăm tặng quà cho trẻ bị khuyết tật tại xã Cao Mã Pờ, gồm các em Sùng Văn Phúc sinh năm 2016 trẻ khuyết tật nặng, em Trảo Xuân Vinh sinh năm 2014 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng. Tại đây, đồng chí Bí thư huyện ủy Quản Bạ đã tặng quà, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bản thân các em khuyết tật và gia đình các em đang gặp phải. Đồng thời đề nghị ban giám hiệu, các thầy cô giáo tại trường các em theo học cùng gia đình tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt trong chăm lo, động viên các em vươn lên trong cuộc sống. Đối với cấp ủy, chính quyền xã Cao Mã Pờ cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho các gia đình không may có người khuyết tật để từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, lãnh đạo huyện ủy Đồng Văn đã đến thăm tặng quà người khuyết tật trên địa bàn 3 xã, thị trấn, gồm Phố Là, Sủng Là và thị trấn Phố Bảng. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lý Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đồng Văn đã trao các phần quà của tỉnh và huyện cho hộ gia đình có người khuyết tật và thăm hỏi sức khỏe, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các gia đình. Đồng thời mong muốn bản thân người khuyết tật cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đối với các gia đình khó khăn có người khuyết tật, giải quyết tốt các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho người khuyết tật từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Mèo Vạc đã đến thăm tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Lò Thị Mỉ, tổ 3 thị trấn Mèo Vạc và cháu Giàng Bảo Long, thôn Sàng Pả B, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Mèo Vạc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống những người khuyết tật, đồng thời chia sẻ về những khó khăn, động viên họ cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, bảo đảm các chế độ chính sách giúp đỡ người khuyết tật, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra tiến độ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Sa Phìn. Đây là một trong 4 thôn vùng cao của xã Phương Tiến. Thôn có độ cao từ 1.000 mét so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ cùng nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển du lịch. Thôn đã được huyện Vị Xuyên phê duyệt đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đề nghị xã Phương Tiến cần đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân tiếp tục thực hiện cải tạo khuôn viên nhà cửa, hoàn thiện các tiêu chí làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP, giải ngân kịp thời cho các hộ dân đã hoàn thiện 3 công trình vệ sinh, thống nhất quỹ đất xây dựng nhà văn hóa công cộng, sân thể thao, giải trí của thôn, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc người Dao, phát huy các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Mặc dù chưa đến mùa du lịch ở Hoàng Su Phi, nhưng trong quý 1 năm nay đã có gần 30.000 lượt khách đến với huyện, chủ yếu là khách nước ngoài, doanh thu từ du lịch đạt trên 20 tỷ đồng. Đây cũng là động lực để ngành du lịch huyện Hoàng Su Phi tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Hòa cùng không khí sôi động của lễ hội nhảy lửa, chứng kiến lễ thức cầu sinh cầu tự đặc sắc của người Dao, trải nghiệm bắt cá chép ruộng. Từ loại hình du lịch lễ hội gắn với trải nghiệm các làng du lịch cộng đồng đã đem tới ấn tượng đặc biệt cho những du khách quốc tế đến với Hoàng Su Phi để tận hưởng và khám phá. Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng và ngắm cảnh quan thiên nhiên từ núi Chiêu Lầu Thi, tôi mong rằng du lịch của Hoàng Su Phi sẽ càng ngày càng phát triển, sẽ có nhiều người đến để biết được phong tục tập quán của những người dân nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi và các bạn tham gia trải nghiệm bắt cá chép ruộng như thế này, bắt từng con cá rất thú vị. Đây là chuyến đi rất đáng nhớ, để lại ấn tượng sâu sắc đối với chúng tôi. Những năm qua, mô hình du lịch cộng đồng tại Hoàng Su Phi đã phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, mang lại việc làm, có thêm thu nhập cho bà con dân tộc nơi đây. Sau khi du lịch phát triển ấy, thì là ngoài thu nhập từ lúa thì còn có các dịch vụ hoạt động du lịch như dịch vụ trải nghiệm, rồi là thu nhập từ cá chép ruộng. Qua đó thì cũng tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân. Ở xã Thông Nguyên có 4 khu nghỉ dưỡng và 18 hộ làm
du lịch homestay và trên 100 khẩu làm du lịch. Và từ những cái hộ làm du lịch như vậy thì đã tạo được cái công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Hoàng Su Phi tiếp tục chú trọng nâng cao được chất lượng sản phẩm du lịch để phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi quan tâm đến quảng bá cái hình ảnh văn hóa con người Hoàng Su Phi đến bạn bè trong nước và thế giới qua nhiều những cái kênh thông tin như phối hợp với Đài truyền Việt Nam, Đài truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội để đưa cái hình ảnh của Hoàng Su Phi đến với du khách trong nước và quốc tế. Từ đó thì cái lượng khách đã đến với huyện được nhiều hơn. Du lịch Hoàng Su Phi đặt mục tiêu đón trên 130.000 lượt khách trong năm 2023 và tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự bứt phá khởi sắc của du lịch huyện ngay sau đại dịch COVID-19 là dấu hiệu tích cực để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.